đập hộp một cây bồ đỉnh cao của GB luôn nha mọi người. Wow. Mình sẽ phân tích cho mọi người. Gắn một cây bồ không hề đơn giản ha mọi người. Nó cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn. Hot team luôn mọi người, nghe sợ thật. Xe thì đẹp mà cây bô lô dễ sợ. Nữa nè. Cái bô như cái tô. Ai út mà. Là con này hả? Ở video trước á mình đã nói rồi. Cái xe này á, cái bô này mình không có đồng tình, mình cũng không có thích, hiểu không? Ừ. Chứ mình cũng đâu có khen là cái bô mình xịn hay bô mình đẹp đâu. Mình bật mí với mọi người luôn, cái bô này là bô lô nha. Bô này không phải là bô xịn nha mọi người. Cái mình chỉ cho coi nè. Giận dễ sợ luôn, bán có sao nói vậy mà. Đây là cái bô Ultim GB. Thấy không? GB 1RR nha. Nhưng mà bô này cũng là titanium luôn, nhưng mà titanium lô mọi người. Cái bô này bô giả ha. Bô này bô loại 1 thôi. Thì cái bô này thị trường nó bán khoảng 7 triệu. Ha, 7 triệu. Nói chung là nhìn cũng được. Đối với lại cái anh chủ trước xe này, anh nói với mình á, bô gì cũng được, to là được ha, to là được và đẹp là được ha. Thì thật sự là Ducati mà gắn bô Ultim GB á thì mình thấy nó không hay cho lắm, nó không đẹp cho lắm ha. Đó là quan điểm cá nhân mình thôi. Và một phần nữa, nếu mà trong trường hợp cái xe này mà Khang tiếp tục bán á thì chắc chắn là Khang sẽ có cái phương án là Khang đổi bô cho nó. Mà rất là tình cờ là về thì chưa kịp gì thì mình bán mất tiêu rồi. Cái xe này mình đã nhận cọc rồi ha, ở video trước mình đã nói mình nhận cọc rồi. Và cái vị chủ sau là bạn Vinh Phan. Vinh Phan sẽ lấy cái xe này và Vinh Phan sẽ có những cái option riêng coi cho Vinh Phan. Có thể Vinh Phan sẽ vô một cái bô khác và vô cái option riêng ha, kể cả tem tiết đồ này nọ, nên mình để y nguyên vậy thôi và mình bán với Vinh Phan ha. Rồi không liên thuyên nữa, mình sẽ đề máy lại một lần nữa cho mọi người nghe tiếng bô Ultim GB 1 trên con Ducati Panigale 959. To là được ha mọi người. Nói chung á là sở thích của mỗi người thôi, nhưng đối với mình này không được đẹp lắm ha. Và hiện tại là cái bô này nó nghe nó rất là lớn, nó gắn vô con nào cũng lớn hết, kể cả con này hay là con V4S hay là con V2 hay là con Street Fighter hay con nào nó cũng sẽ lớn như vậy nha mọi người. Tại vì cơ bản á cái miệng nó lớn, nó là miệng 60 ha, họng 60, và cái phần này của nó là mọi người nó rất là bự ha, nó nối vô nguyên khúc này luôn, và cái cổ ở trong đây nó cũng bự nữa mọi người, rất là lớn. Mình cảm nhận được là cái cổ bô của cái dòng Panigale 959 nó bự hơn Panigale V4S rất là nhiều nha mọi người. Cái cổ zin á, mình thấy rõ ràng là cái cổ zin nó bự hơn mọi người. Thì có thể là vì thế mà cái tiếng động cơ nó lớn hơn. Thì chắc chắn đơn giản thôi, tại vì con này vẫn là hai máy ha mọi người, máy L ha, L twin. Còn bé Ducati V4S thì nó là máy V4 ha, nó bốn máy lần ha mọi người, và động cơ nó động cơ V ha. Rồi mọi người thấy sao về cái bô này ha? Thì Khang cũng phân tích rõ ràng rồi. Bô giả nha mọi người, nhìn là biết nha mọi người. Nhìn vô cái chất liệu với lại nhìn cái đường phay này của nó nè mọi người, nhìn là biết ngay ha. Và cái mối hàn, cái cách dễ nhất là mọi người nhìn vô cái mối hàn nè. Cái mối hàn của nó nhìn vô là biết liền ha. Không có sắc sảo, bô xịn đẹp lắm mọi người ơi. Bô xịn nhìn nó phê lắm. Mọi người chê tôi gắn bô lô đúng không? Rồi được rồi, đợi chút xíu, đợi chút xíu. Hôm nay mình sẽ chơi lớn với mọi người luôn. Đập hộp một cây bô đỉnh cao của GB luôn nha mọi người. Wow. Cái bô này đã khẳng định được thương hiệu và rất nhiều anh em đam mê. Và mình nghĩ video này sẽ rất là bổ ích cho những anh em đang tính lên cho con xe cưng của mình. Một cái sự lựa chọn rất là tốt và hoàn hảo ha mọi người. Đó là cái bô SCS1. Bô á thì Khang á, lúc nào cũng sẵn hết nha mọi người. Một cái hộp này á, mọi người cứ tưởng là một cái bô đúng không? Thật ra trong đây nó tới hai cái bô luôn nha mọi người. Nó tới hai cái bô luôn nha. Một cây nè. Rồi hai cây. Inbox SCS1. Mời mọi người ra đây. Cái lon này á, kết cấu á, thật sự á, SC nó rất là đơn giản. Nhất là cái SC lon vỏ sữa mọi người, đen thui hoặc là titan full ha. Thì nó chỉ đơn giản là nó là một cái lon, rồi xong ở trong nó nỉ thôi. Còn cái S1 á, nó sẽ đặc biệt hơn, nhìn nó chất hơn, nó xịn sò hơn mọi người. Đây, trước mắt á, chúng ta có một cái lon bô, nó thon và nó bắt đầu nó dày ra ha, nó bự ra. Và ở đây nó có một cái lớp carbon rất là đẹp. Rất là đẹp nha mọi người, hàng chính hãng á mọi người, nhìn vô phê lắm mọi người. Thật sự rất là đẹp, và cái khắc laser của nó cũng rất là đẹp ha. Nhìn nó rất là tinh xảo mọi người. Chất lượng luôn á.
Rồi, và ở đây chúng ta có một lớp lưới. Cái đời này là đời cao ha mọi người. Cái lon này là lon đời cao, thì cái lưới cái này nó sẽ là một titanium ha mọi người. Nó titanium và nó được hàng ở đây. Và cái lưới này đố mọi người để làm cái gì? Nó để chống lách file ha mọi người ha. Thì khi mà gắn vào Ducati và các dòng xe, đặc biệt là BMW S1000RR, rất là tuyệt vời luôn ha, đỉnh cao luôn á mọi người. Đơn giản, đẹp, gọn và cũng khá là đắt đỏ ha mọi người. Bộ này đâu đó thị trường lúc offer khoảng 20 mấy chai ha, thì hôm nay mình có đang có sẵn chỉ có 10 mấy chai, hơn 10 chai chút xíu ha, thì giá cũng offer rất là tốt. Anh em nào cần bộ này thì hãy cân đối ha mọi người. Rồi bây giờ mình thử gắn bộ này vào Ducati V4S sẽ nghe như thế nào vậy? A few moments later. À, anh nè, đang bên chi nhánh Võ Văn Tần. À ha, đúng rồi, anh mới xuất thêm 20 triệu nữa. Đúng rồi, lấy cây bô. À 10 triệu nữa, đúng rồi, 10 triệu để làm cổ nữa. À không, anh chỉ quay phim cho mọi người trong kênh mình coi thôi. À được ha, được mà tối ra đường ngủ. Ai hốt đi mà. Ra đường. Cướp máy luôn rồi. Mình mới nói với lại giám đốc tài chính bên mình, đó là vợ mình, xuất ra thêm mấy chục nữa để quay phim cho mọi người coi, thì vợ mình nói mình ra đường ngủ. Thôi kệ, không sao, mọi người vui là được rồi. Gần xong rồi mọi người, 15 phút nữa xe về, mình chơi lớn luôn, mình quay cho mọi người coi luôn. Kệ, tối nay ra ngoài đường ngủ, ngủ lan. Được. Hào hán. Hào hán. Trên nội dung quá. Đây, của mọi người đây. Nhân vật chính của ngày hôm nay đó là bé Ducati V4S Panigale cộng với lại cây bô SC Project ha, S1 nha mọi người. Đẹp quá mọi người ơi. Hồi nãy thật ra là mình đã ngắm nghía nó qua hình nãy giờ rồi. Bây giờ chỉ chờ đợi nghe cái âm thanh của nó thôi nha mọi người. Rồi, trước khi mình đề máy cho mọi người coi thì mình sẽ phân tích cho mọi người. Gắn một cây bô không hề đơn giản ha mọi người. Nó cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn. Đây là cây bô hồi nãy của mình ha. Thì khi mà mình ráp bô á thì bắt buộc là mình phải làm cái khúc nối, đúng không? Đây cái khúc nối đó đây nè mọi người. Đây, khúc nối và cái chất liệu của khúc nối nó cũng rất là quan trọng ha. Có thể là mọi người dùng chất liệu inox, đúng không? Cái bô nó đang là titanium mà mình gắn inox vô là sai bài ngay. Đúng. Xấu lắm mọi người. Mặc dù là nó chỉ có một khúc ở đây hở vậy thôi, nhưng mà dân chơi so dữ lắm, nên mình vô titanium luôn nha. Rồi, thì cái khúc nối này nó sẽ như thế nào? Cơ cấu của nó đây, cái cơ cấu của nó nè, nó sẽ là cái khúc chữ Y ha. Nó từ đây nó ra khúc chữ Y để nó nối vô một máy ha. Nó nối một cái máy đi thẳng qua đây, xéo vô đây ha. Cái đó thì nó không phức tạp lắm, nhưng cái mà đẹp nhất của cái cổ bô này đó là cái khúc chữ S nè mọi người. Đây, cái khúc chữ S nè mọi người. Đó, cái khúc chữ S này nó sẽ nối thẳng trực tiếp lên cái cổ này ha. Đây là cái cổ zin của xe nha mọi người. Xe này không phải là xe cổ bô full. À, nó chỉ là cổ bô zin thôi. Và chưa máp luôn mọi người. Con này thì mình chưa máp nha. Mình quay cho mọi người coi nè. Đây, quay cho mọi người coi. Đây. Khi mà mọi người máp rồi á, nó sẽ có thêm chữ Ray Evo nha ha. Hay là Sport Evo ha. Thì xe này là chưa máp. Máp nữa mà vô bô full nữa thì nghe ối rồi ôi luôn. Và cái bản máp hiện tại mình có một vài cái offer cũng khá tốt. Nó khoảng đâu đó khoảng 20 triệu thôi ha. Là có thể máp full bô cho những cái xe cổ full ha. Ừ, rất là hay. Rồi thì bây giờ mình xin phép đề máy thử bô SC S1 trên Panigale V4 và mình xin phép để chế độ play nha. Quá mọi người, quận 3 không hề yên bình, thót tim luôn mọi người, nghe sợ thật, không mà nghe phê thiệt mọi người, phê thật. Họng không quá lớn mọi người, không quá lớn, nhưng mình cảm nhận được cái lực và hơi nó ra khi lên dòng tua cao, tuyệt vời mọi người. Có thể là khi ở trong video mọi người không thể nào nghe rõ ràng được cái âm thanh ha, thì một phần là do mic nè, một phần là yếu tố là do là
cái tạp âm xung quanh á, nhưng mà mình đánh giá rất là cao và mình rất là thích cái bô này. À, cái dòng bô này mọi người có thể để ở đây là đẹp nhất nha. Cái này là trong hãng của hãng bô người ta setup ra là nên để đây là đẹp nhất cho Ducati V4, nhưng mọi người thích theo dạng ray á, mọi người có thể nối nó cao lên như những cái bô Arabovic Moto Moto 2, Moto 3 ha mọi người. Thì nó dài lên đây, mọi người có thể làm cái cổ lên đây, thậm chí mình có thể mua hai cây bô này mọi người, hai cây bô này luôn nha. Mình có thể để ngay đít nó luôn ha, mình nối từ cái khúc nối nó lên đây ha, và nó đưa lên đây thành hai cây, hơi bị xịn sò luôn á. Và mình thích, rất là thích cái set bô Arabovic cho dòng Panigale V4 này mà bô đúng đít đó mọi người. Thì nó hai ống ở đây và nó có thêm một cái khúc bầu ở đây ha, nó cờ cấu vô cái bô quá đẹp luôn mọi người, rất là đẹp. À, và một phần nữa là khi gắn cái bô này hạn chế nóng hơn được rất là nhiều nha mọi người, đỡ nóng hơn nha, hứa với mọi người là đỡ nóng hơn. Mọi người để bô zin á cực kỳ nóng luôn, đi á nó hắt lên chân á, cảm nhận rất rõ rệt luôn. Rồi vậy thì theo mọi người, Panigale V4 S gắn bô SC S1 này hay Ducati Panigale 959 bô Ultimate GP 1, cái nào hay hơn? Comment bên dưới để cùng mình cùng thảo luận nha.